chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Danh hài Hoài Linh được đền đáp sau loạt thị phi chấn động, khán giả hân hoan chúc mừng. Tối ngày 17 tháng 1, lễ bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 diễn ra tại nhà hát Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Linh là một trong số các nghệ sĩ được trao huy chương vàng với vở Lạc giữa biển người. Tuy nhiên, nghệ sĩ bận việc riêng nên không có mặt trong lễ trao giải. Trước đó, tối ngày 7 tháng 1, vở kịch Làng giữa biển người được công diễn, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau thời gian sóng gió. Đêm diễn không bán vé, nhưng đại diện Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho biết có số lượng lớn khán giả đăng ký. Nghệ sĩ Hoài Linh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Trong Làng giữa biển người, Hoài Linh vào vai ông Tài, chủ nhà cùng cách thuê phòng gồm bà Nam Ve Chai, Việt Hương, vợ chồng Trâm Sơn, Thanh Hiền Tiến Khoa, bán cháo lòng. Cậu bé Huy được bà Năm cưu mang sau khi cha bỏ trốn vì bị giang hồ truy đuổi. Cuộc sống êm đềm của khu trọ nghèo đã thay đổi sau khi Phi, Khương Ngọc chuyển về sống. Một thanh niên từng bị ngồi tù 5 năm, cố gắng hoàn lương nhưng vẫn không thể tạo niềm tin với mọi người. Vở kịch không có quá nhiều kịch tính nhưng thu hút nhờ khơi dậy tình người ấm áp. Không thể phủ nhận sức hút từ màn hóa thân của Hoài Linh, Việt Hương. Bằng sự duyên dáng, biến hóa, họ đã khiến hình ảnh của bà Năm Ve Chai và ông Tài sinh động. Ở những phân cảnh họ diễn chung càng cho thấy sự ăn ý và hiểu nhau giữa hai diễn viên chuyên nghiệp. Hoài Linh vẫn giữ lối diễn tự nhiên, hài hước quen thuộc. Trao đổi với chúng tôi về việc mời Hoài Linh tham gia vở kịch sau thời gian ở ẩn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu, chủ tịch Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Linh rất đam mê sân khấu, khi có dịp Linh sẽ nhận lời ngay. Thời gian dài sân khấu đóng băng, liên hoan lần này là dịp Linh và các đồng nghiệp cháy hết mình với nghề. Tại lễ bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021, ban tổ chức còn trao huy chương vàng cho 39 nghệ sĩ xuất sắc khác như Việt Hương, Lạc giữa biển người, Ngọc Trinh, Mưa bóng mây, Tuyết Thu, Bạch Hải đường, Lê Giang, Nắng chiều, Nam Thư, Ngược gió, Quốc Thảo, Nắng chiều, Quốc Thịnh, Tình lá diêu bông, Ái Như, Sài Gòn có một ngã tư, Thanh Hội, Bạch Hải đường. Bên cạnh đó, các 6 vở đoạt huy chương vàng trong dịp này gồm Mưa bóng mây, Thành Thăng Long thợ ấy, Thành phố tình yêu, Bao giờ mẹ lấy chồng, Câu hò đất mẹ, Khóc giữa trời xanh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.